Thưa quý vị, thưa các bạn, Hội chợ Trung Quốc ASEAN CA Expo được tổ chức thường niên tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ năm 2004 nhằm thúc đẩy việc xây dựng khu vực thương mại tự do Trung Quốc ASEAN. Đến nay, CA Expo đã trở thành sự kiện thường niên quan trọng, là biểu tượng cho thành công trong hợp tác kinh tế thương mại ASEAN Trung Quốc, là điểm hẹn của hàng ngàn doanh nghiệp Trung Quốc ASEAN và một số quốc gia châu Á Thái Bình Dương, gặp gỡ xúc tiến thương mại, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Năm nay, nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Vũ Đức Đam đã dự và phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN, CA Expo và CABIS lần thứ 16. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò của CA Expo và CABIS trong thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại ASEAN với Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn cùng ASEAN và các đối tác thúc đẩy xây dựng môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh phát triển bền vững. CA Expo và CABIS đã trở thành sự kiện quan trọng, là điểm hẹn cho các doanh nghiệp trong khu vực và là biểu tượng thành công trong hợp tác kinh tế thương mại giữa ASEAN với Trung Quốc. Chúng ta rất vui mừng khi chứng kiến triển lãm và hội nghị lần này tiếp tục thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông đảo các doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng sẽ ngày càng nhiều hơn các giao dịch, hợp tác thương mại, đầu tư và trao đổi, qua đó khẳng định giá trị mà hội chợ và hội nghị mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp. Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh lâu dài ở Việt Nam. Việt Nam cũng luôn cùng ASEAN và các đối tác ủng hộ các sáng kiến, thúc đẩy xây dựng môi trường thuận lợi cho kinh doanh, đầu tư phát triển bền vững trên cơ sở đảm bảo lợi ích chính đáng của các quốc gia và tuân thủ luật pháp quốc tế. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Vũ Đức Đam cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam và Trung Quốc đã thăm và dự lễ khai trương khu gian hàng quốc gia chủ đề Thành phố đẹp tỉnh An Giang và khu gian hàng thương mại Việt Nam. Tại hội chợ, Phó Thủ tướng ghi lưu bút đánh giá cao sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp cùng vai trò đầu mối tổ chức của Bộ Công Thương để khu gian hàng của Việt Nam luôn lớn, phong phú nhất hội chợ, góp phần phát triển thị trường xuất khẩu, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và nâng cao vị thế của Việt Nam trong ASEAN, khu vực và thế giới. Tham dự CA Expo lần thứ 16 năm 2019 này, Đoàn Doanh nghiệp Việt Nam do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương chủ trì tiếp tục trưng bày, quảng bá hình ảnh và thành tựu quốc gia song song với giới thiệu cơ hội thương mại trong mọi lĩnh vực và tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các đối tác Trung Quốc ASEAN về kinh tế và thương mại. Trong 16 kỳ tham dự hội chợ vừa qua đấy, thì chúng ta thấy rằng là một số những cái lĩnh vực mà đoàn Việt Nam có thế mạnh, các doanh nghiệp Việt Nam có thế mạnh cũng như là hàng hóa Việt Nam có thế mạnh, cụ thể ở đây như là đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ trong nhà, rồi thì các mặt hàng thực phẩm công nghiệp chế biến, rồi các mặt hàng là các loại rau quả tươi và chế biến, rồi thì là cà phê, rồi thì là sữa, giày dép, hàng tiêu dùng. Thì đây là những cái mặt hàng mà phía Trung Quốc có nhu cầu rất là lớn đối với Việt Nam, sản phẩm của Việt Nam. Và không chỉ là ở trong cái bối cảnh của cái hội chợ này nói riêng, mà nhìn chung thì chúng tôi nhận thấy rằng là chính những cái mặt hàng này thì là những cái mặt hàng mà có thế mạnh của Việt Nam trên thị trường Trung Quốc. Tại CA Expo, Việt Nam luôn là quốc gia có nhiều gian hàng nhất, nhiều doanh nghiệp tham gia nhất trong số các nước ASEAN. Riêng CA Expo 2019, Việt Nam tham gia 250 gian hàng của 150 doanh nghiệp, trưng bày trên diện tích hơn 5.000 m². Tại đây, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia trưng bày và giới thiệu các mặt hàng, sản phẩm chủ lực có tính cạnh tranh cao, có tiềm năng thế mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc như nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, du lịch và dịch vụ thương mại. Thị trường Trung Quốc rất là rộng lớn và còn nhiều thử thách và để cho thương hiệu uy tín xâm nhập và lan rộng hơn nhiều đối với thị trường này. Thông qua cái chương trình hội chợ này thì công ty cũng muốn là mở rộng, tìm kiếm với khách hàng nhiều hơn để mở rộng thị trường. Thứ hai là lấy thương hiệu trực tiếp của công ty uy tín để quảng bá đến người tiêu dùng nhiều hơn. Tại hiện tại thì sản phẩm
của BTS ở tại thị trường Trung Quốc có rất nhiều thương hiệu nhã nhái. Đó, do đó muốn đưa cái sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng và để cho họ phân biệt được những cái sản phẩm của người Việt, đặc biệt là sản phẩm BTS là sản phẩm thật. Đây là lần đầu tiên mình mang các cái sản vật của tỉnh Quảng Trị đi tham gia hội chợ triển lãm quốc tế với cái mong muốn là giới thiệu các cái sản vật nông sản hữu cơ Quảng Trị đến với người tiêu dùng trên toàn thế giới và mong muốn tìm kiếm các cái đối tác để thực hiện cái việc xuất khẩu gạo, xuất khẩu cà phê, hồ tiêu ra thị trường thế giới. Và thật sự là từ ngày hôm qua đến giờ mình rất là bất ngờ vì quy mô và sức hút của cái hội chợ này. Cái sản phẩm kẹo dừa của công ty chúng tôi là xuất phát là cái thực sản xuất ở Việt Nam và được cái nguồn và sản xuất nơi cái mà gọi là cái nôi của sứ dừa là bên tỉnh Bến Tre, là sử dụng những cái nguyên liệu gọi như là nguyên liệu sạch hoàn toàn, từ cái không có bất cứ cái phụ gia độc hại nào cả. Khách hàng của Trung Quốc người ta rất thích cái bánh kẹo dừa này. Mặc dù đơn vị tôi đã có một cái thị trường nhất định ở Trung Quốc, nhưng mà biết được cái sức lan tỏa nóng của cái hội chợ K-Expo này, cho nên đơn vị tôi năm nay quyết định để tham gia cái hội chợ này để mà muốn mở rộng thêm cái thị trường ở Trung Quốc, cũng giống như là tìm kiếm các đại lý ở Trung Quốc nữa. Từ ngày khai mạc thì cũng có nhiều khách hàng Trung Quốc hỏi thăm về sản phẩm Yến Rong và cũng lấy sản phẩm thử để có thể sẽ hợp tác được. Chính phủ Việt Nam nên có nhiều những cái hội chợ như thế này để cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể có điều kiện để tiếp xúc với các doanh nghiệp Trung Quốc để có thể xuất khẩu được các sản phẩm sang bên đó. Hội chợ như thế này thì rất là tốt, rất là thuận lợi cho doanh nghiệp để tiếp xúc với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối của Trung Quốc. Sản phẩm miến này thì là nó khá là mới với ở thị trường Trung Quốc. Mình rất mong là sẽ mang được cái sản phẩm này vào thị trường Trung Quốc. Chúng tôi rất thích các sản phẩm của Việt Nam. Năm nào tôi cũng tới đây tìm hiểu thêm các sản phẩm nông sản của Việt Nam. Hàng nông sản và thủ công mỹ nghệ của Việt Nam rất có lợi thế vì vận chuyển sát biên giới. Thị trường Trung Quốc cũng đã biết khá rõ và rất thích một số sản phẩm của Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp của Việt Nam cũng cần chú ý đến các yêu cầu về vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng bởi yêu cầu của chúng tôi khá chặt chẽ. Tôi tin hàng Việt Nam sẽ tiếp tục được người tiêu dùng Trung Quốc ưa thích. Đại diện cho Việt Nam ở chủ đề trưng bày thành phố đẹp tại CSPO 2019 là An Giang, tỉnh miền Tây Nam Bộ, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, một phần nằm trong vùng tứ giác Long Xuyên. Khu trưng bày thành phố đẹp của Việt Nam nằm trên diện tích 180 m², quảng bá giới thiệu những nét đặc trưng và tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh An Giang nói riêng và của Việt Nam nói chung. Trong khuôn khổ hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 16 CSPO 2019, Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Ban Thư ký CSPO tổ chức thành công hội nghị giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc lần thứ 11. Hội nghị thu hút trên 450 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có gần 200 doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Tại hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thương mại giữa Cục Xúc Tiến Thương mại Việt Nam với Thương hội Giang Tây tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Việc cơ quan xúc tiến thương mại của hai nước ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thương mại là cơ hội tốt và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, qua đó nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều trong tương lai. Theo số liệu thống kê của Cục Xúc Tiến Thương mại, tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam tìm được đối tác thông qua hội nghị giao thương kỳ trước là 65%. Năm 2018, tổng giá trị thỏa thuận giao dịch thương mại trực tiếp đạt được là 5,5 triệu đô la Mỹ. Năm ngoái, công ty chúng tôi thông qua hội chợ đã ký kết được hợp đồng thương mại về sản phẩm cửa sổ trị giá 230.000 đô la Mỹ với doanh nghiệp Việt Nam. Năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu giao dịch khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Doanh nghiệp Việt Nam rất hữu hảo, giá cả sản phẩm cũng phải chăng. Với chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội hợp tác. Chúng tôi sẽ xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Đây là nguyện vọng lớn nhất của chúng tôi. Bản thân tôi đang có một cái sàn thương mại điện tử về nông nghiệp. Hiện tại bây giờ đang có một nhu cầu giao thương rất lớn giữa Việt Nam và các nước các quốc gia khác trên toàn thế giới. Ở Việt Nam ngày hôm nay thì sản phẩm nông sản rất là nhiều. Hiện tại bây giờ là từ miền Bắc đến miền Nam thì các sản phẩm đều có những cái sự nhu cầu để xuất khẩu cũng như là làm tốt hơn nữa. Nhưng để giao thương thì chúng tôi cũng cần có cái sự hợp tác chặt chẽ không chỉ giữa các đơn vị doanh nghiệp của trong Việt Nam mà kể cả những đơn vị doanh nghiệp ở nước ngoài. Thì mỗi hình thức mới là thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử thì chúng tôi cũng mong muốn là tạo được một cái hành lang rồi một cái phương thức giao dịch tốt hơn nữa để cho tất cả những người nông dân của Việt Nam cũng như người nông dân của nước ngoài có thể giao thương và giúp nhau tiếp cận đến sản phẩm nhiều hơn nữa. Trong nhiều năm qua, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và ổn định.
Kể từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Năm 2018, tổng kim ngạch thương mại Việt-Trung đạt 106,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,9% so với năm 2017. Trong đó, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Quảng Tây luôn chiếm tỷ trọng trên 1/4, đạt 26,73 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,96% so với cùng kỳ năm 2017. Điều này là sự khẳng định đối với vai trò chiến lược và quan trọng của Quảng Tây trong hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo ban tổ chức, hội chợ CESPO 16 đã thành công tốt đẹp với nhiều kết quả mới trong hợp tác kinh tế thương mại, như tổng diện tích triển lãm của CESPO lên tới 134.000 m², tăng 10.000 m² so với kỳ trước. Tổng số gian hàng trưng bày đạt 7.000 gian, có tới 122 đoàn khách mua hàng, tăng 8,9% so với kỳ trước và 90 sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư được tổ chức. Tổng cộng có 33 diễn đàn cấp cao trong khuôn khổ CESPO 16, trong đó 26 diễn đàn được tổ chức ngay trong thời gian diễn ra hội chợ. Năm 2020 sẽ đánh dấu 10 năm thực hiện khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN. Trung Quốc và ASEAN sẽ có những hợp tác sâu sắc hơn về kinh tế và thương mại. Lào xác nhận sẽ đảm nhận vai trò quốc gia danh dự tại CESPO lần thứ 17, dự kiến sẽ diễn ra vào 18 đến 21 tháng 9 năm 2020.